anh Lộc, để em phụ cho. Làm gì vậy? Tại em thấy anh dọn cái này, đàn ông con trai làm sao mà bằng em được, để em phụ anh. Mắc gì làm được, tôi làm gì kệ tôi. Mắc mớ gì cô. Rảnh lắm hả? Đi hái qua bắt bướm đi. Cho đây làm chi? Tại thôi, để em phụ cho mà. Trời ơi trời, tôi nói không cho phụ mà cứ nói hoài luôn á. Thôi được rồi. Tại em thấy anh đang buồn. Em thấy vợ chồng không hợp nhau, cãi nhau là chuyện bình thường à. Thôi anh đừng có buồn nữa. Mà có gì không vui á, anh cứ tâm sự với em nè. Em sẽ thay Xuân chia sẻ với anh. Nó hết chưa? Dạ rồi. Nó hết rồi đúng không? Dạ. Muốn phụ lắm đúng không? Dạ. Nè, nguyên quán này nè, lau chùi dọn dẹp hết giùm tôi nha. Tôi phải đi rồi, tôi không có rảnh đứng đây nói chuyện với cô. Nè anh Lộc, anh đi đâu vậy? Chanh à. Dạ. Tám thấy là con lần sau đó ha, con nên ý tứ với thằng Lộc chút xíu. Dù gì thằng Lộc nó cũng là người đã có gia đình rồi, con đừng có thân mật vậy quá rồi cái hàng xóm mà nhìn vô họ đàm tiếu. Dù cho Tám không có hợp với con Xuân, không có hài lòng với con Xuân, nhưng mà nó cũng là con dâu mà Tám đã cưới nó về. Với lại vợ chồng nó sống với nhau cũng có bé Hương rồi nghe con. Dạ, con xin lỗi Tám. Bà đang đề cao con trai mình quá đó. Cái mà tôi cần là gia sản nhà bà, chứ không cần một người đàn ông đã có gia đình như anh ta đâu. Ngồi đi. Nè, tôi có nghe ông Bảy ông nói, rồi tôi cũng có đi vòng vòng tôi coi thử rồi. À, bà cẩn thận, tìm cách đuổi khéo mấy thằng thanh niên đó đi, chứ để vậy không có hay đâu đó. Ông đừng có làm như tôi không biết vậy á. Ông cha nào con nấy à, làm bộ làm tịch qua đây. Tôi biết ông ganh tị tôi, mua may bán đắt, cho nên là ông không muốn tôi làm gì phải không? Thôi đi ông ơi, tôi rành ông quá mà ông sáu bảnh. Tôi cảnh cáo bà, à, bà không nghe đó là coi chừng đó. Tôi nói cho bà nghe, lỡ nó bán hàng cấm nghe là bà lây luôn đó. Mà tôi nghi là có chứ không phải là không đâu. Tào lao quá. Thôi đi ông ơi, ông về đi ông ơi, để tôi buôn bán ông ơi. Nhớ đuổi đó nghe. Ủa, mời mốt có chuyện gì đừng hả họng kêu tôi nghe. Thứ gì vậy? Thiệt đúng, đúng là cái con Xuân á, nó về nó thọc. Nó thọt tới thọt lui cái gì á, gặp cái thứ gì á, âm binh chướng khí gì đâu. Ai mượn?